Kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây xin mến chào và kính chúc sức khỏe anh toàn thể với cô chú anh chị mình đang xem kênh nha. Thì ngày hôm nay con tiếp tục đến địa điểm vườn kiển của anh Trần Nhân đó nha quý cô chú anh chị. Ở Lấp Giò, Đồng Tháp. Thì ngày hôm nay nhà vườn anh Trần Nhân cũng rất là đa dạng mặt hàng để giao lưu với quý cô chú anh chị nè. Cũng như ngày hôm nay anh được một cây hồng sim, cây rất là to nhưng mà giá thì nó rất là thương mại luôn quý cô chú. Như hoa lại bông kép đây. Cũng đa chủng loại hết quý cô chú. Như vú sữa rồi chùm mồi. Me, đặc biệt là hôm nay anh cũng có một số me quái nha, thì có phát tài nữa với cô chú anh chị. Rồi thì để biết thêm thông tin chi tiết rõ ràng hơn thì con mời với cô chú anh chị mình gặp nhà vườn nha. Rồi em chào chị luôn chị ơi. Xin chào quý cô bác anh chị em đến kênh Lục Tỉnh Miền Tây. Mình bên cái cảnh Nhân Trần, hôm nay mình có một số cây xin được giao lưu cùng quý cô chú anh chị em. Dạ. Dạ, bây giờ mình vô mã số 1 luôn nha. Dạ, rồi mình vô cây số 1 luôn. Mã số 1. Một cây mai chiếu thủy Trung Nu. Cây mai chiếu thủy Trung Nu mã số 1. Cây dáng cây này, dạ cây đúng rồi cả nhà, mã số 1. Đặc biệt là cục đế đây với cô chú dạ. Chị mình chốt cây này về có thể mình khai thác đế thì mới dưới nguyên một cục đế gói rất là đẹp cô chú. Cây này là đế điều đế luôn, già dạ, cây nha, già dạ. Nó già dạ, cây bên nhà vườn rẻ cây mập nào với cô chú anh chị. Lên nu hết trơn này cả nhà ơi, lên nu hết. Vậy đó. Rồi cây này mình có hoành cổ là 40, hoành cổ 40 cả nhà. Cao là 68, tán ngang là 65. Rồi, cây này mình có giá là 2.500.000. Dạ, 2.500.000. Cây này mình rút chậu bó bầu. Cây này là mình bao ship luôn nha. Dạ, bao ship bầu quá. Để chậu luôn em, để chậu luôn cả nhà. Dạ, ship luôn chậu. Rồi, qua mã số 2 nha. Mã số 2. Mã số 2. Một cây xanh với cô chú ơi. Cây xanh mã số 2. Rồi, cây xanh này đế quái lắm cả nhà ơi. Đây, đây đế buồn quái đẹp nó lắm. Buồn đế sổ với nó được nguyên một cục nu quái ngay đây nè quý cô chú anh chị. Rất đáng để được quý cô chú anh chị mình siêu tầm những mặt hàng quái gì về mình chơi nha. Rồi, cây xanh này mình có hoành cổ là 21. Hoành cổ là thế này nha cả nhà. Dạ. Còn rồi, ở dưới là hoàng dưới là mình không có tính á. Ở dưới nó trên 50 đó quý cô chú. Ở dưới là bự lắm, nở rộng bự. Hoành cổ là 21. Chiều cao là 63. Và tán ngang là 64. Cái này giao lưu với cô chú anh chị là giá 1 triệu. 1 triệu đồng. Rồi, giao lưu với cô chú anh chị. Đây 1 triệu. Cây đế nam rất là đẹp với cô chú. Rồi, mình qua mã số 3 ha. Mã số 3. Nguyên một bể phát tài luôn với cô chú ơi. Nguyên một bể phát tài cả nhà, quá đẹp. Đây, cái này là nguyên một bể đặt nè với cô chú anh chị. Đặc biệt là cây nó cũng đang đâm trời sống khỏe, nó bung lộc non rất là nhiều quý cô chú. Rồi, cái này có mã là số 3. Đây. Nguyên cái bãi phát tài quá đẹp rồi cả nhà ơi. Cả nhà có lên ủng hộ với em. Về cái này. Cái này có hoành cổ. Giờ mình đo hoành là hoành tổng luôn chị ha. Tổng luôn ha. Dạ. 117. Dạ, rồi. 117. Cao là 53. Tán ngang là 60. Cây này có giá là 1.500.000. 1.500.000. Một triệu rưỡi thôi với cô chú. Mình sẽ được sở hữu nguyên một bể phát tài rất là đẹp với cô chú. Rồi mình qua cây kế tiếp luôn chị ơi. Cây mã số 4. Mã số 4 của em là cây me. Một cây me dáng quan nhân. Cây me mã số 4. Cây me này đế cũng đẹp, già cây lắm nha cả nhà. Đây, nguyên một cục đế nó gói dưới đây nè quý cô chú anh chị. Đây. Nguyên một bạch đế luôn. Đế cũng đều. Thằng này là nó lắc lượng tự nhiên luôn nè quý cô chú. Tàn chi tàn mình bẻ sẵn luôn cả nhà ơi. Vô dây sẵn cho cả nhà luôn, nó thành phẩm luôn rồi đó. Cây này là rất già cây rồi. Me này là có trái cả nhà. Me này em có hoành cổ là 11. Hoành cổ là 11. Chiều cao là 68, chiều cao là 68. Rồi. Tán ngang là 38 nha cả nhà. Cây này có giá là 750k. 750.000. Rồi. 750k. Cây rất là đẹp với cô chú. Cây này có mã là số 4. Là số 4. Rồi. Mình xin qua mã số 5 nha. Số 5. Chùm mồi trái với cô chú. Đây, những cái cuốn trái nó ra đây, nhìn rất là đẹp. Mã số 5 này là giao lưu với cả nhà là một cặp. Một cặp là cây mã số 5.
cây chồi mồi. Đang mang trái rất là đẹp nha quý cô chú. Bông với trái nó như vậy là nó nở gì là khoảng là 6 tháng. 6 tháng là nó mới tàn nha cả nhà. Cái này nó lên trái rất là đẹp nha. Trái chú. Nó ra như là trái giả vậy đó. Đây, rất là đẹp quý cô chú. Khi mà nó chín thì nó sẽ chuyển sang màu đỏ. Đúng rồi, chín là sang màu đỏ. Chồi mồi rất đẹp, nhìn như trái giả chùm 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 xuống rất là đẹp. Và cái này có hoành cổ là em tổng thể là cây cao thôi nha. Hoành cổ là 10 cm. Và chiều cao là 105. Tán ngang là 82. Em tính tán ngang tổng thể 82. Và cặp này là chỉ giao lưu với cả nhà là 350k. Rồi, 350 thôi với cô chú. Rồi. Bao ship cả nhà luôn. Rồi mình vô cây kế tiếp rồi. Cho em qua cây mã số 6 nha. Cái này là cây mã số 5. Rồi, mã số 6. Cây bông giấy. Một cây bông giấy ngoài giấy Mỹ Gin với cô chú. Cây này cái rễ này cũng quái nữa nè với cô chú. Rễ quái nha cả nhà. Đây, một cây bông giấy. Bông giấy này em có hoành cổ là 10 cm. Cổ 10 cm em ra trên này. Ở dưới không có đâu. Chiều cao là 44. Và tán ngang là 28. Thì cây này có giá là 260k. Rồi em bao ship luôn nha cả nhà. Dạ. Rồi. Mình qua cây kế tiếp. Rồi. Đây là mã số 6 rồi cả nhà. Đây, mã số 6. Giờ mình qua cây mã số 7 nha. Mã số 7. Làm cây bông giấy nữa. Không tàn nó mịn ngần hết rồi nào quý cô chú anh chị. Cây này thì thành phẩm nha cả nhà. Về là chơi thôi đó. Cây này thì đế đẹp. Thân hình nó lắc lượng rất là đẹp. Cốt cành nó cũng rất là to đây. Đây. Tàn gì là ok đó cả nhà. Thì cây này em có hoành là 15, hoành cổ là 15. Hoành cổ 15. Cao là 55. Tán ngang là 45. Thì cây này em cũng giao lưu với cả nhà là 260k. Cái này là mã số 7 nha cả nhà. Cái này là mã số 7. Dạ. Rồi cho em xin xin qua cây mã số 8. Mã số 8 một cây siêu siêu quý cô chú. Mã số 8. Bông tàn nó cũng thành phẩm hết rồi quý cô chú. Bông giấy dáng siêu hơi, siêu bay. Dáng siêu bay nó buông rất là đẹp cả nhà. Buông rất đẹp. Dạ. Dạ cây này là em có lần cò hoành cổ là 19. Hoành cổ là 19. Chiều cao là 20. Tán ngang là 27. Cây này cũng có giá là 260k luôn. Rồi, cây này là có mã là số 8 nha cả nhà. Rồi cho em xin qua cây mã số 7 nhỏ số 9. Mã số 9. Ok, lọc vừng với cô chú. Lọc vừng ý nghĩa là tài lộc mang đến nhà nha. Cây lọc vừng mã số 9. Đây. Cây lọc vừng này đế cũng đẹp lắm nha cả nhà. Đây, đế cũng rất là đẹp. Thì cây lọc vừng này của mình có hoành cổ là 16. Hoành cổ 16. Cao là 65, chiều cao là 65, và tán ngang là 50. Cây này giao lưu với cả nhà là 350k. Bao ship? 350 thôi với cô chú ơi. Dạ. Rồi cây này có mã là số 9 nha cả nhà, mã số 9. Rồi xin cho qua mã số 10 luôn. Mã số 10 đây là một cặp. Cũng là lọc vừng đế quái với cô chú. Đây, nguyên một cục đế nó tròn vo luôn nha. Được, quá đẹp đấy. Đây, đế quá đẹp cả nhà ơi. Rất là quái. Quái lắm. Cặp này thì bình cổ của em là 16. 16. Cao là 42. Ngang là 24,
cặp này thêm giao đâu biết cả nhà là 350.000. 350 cho hai cây với cô chú ơi. Bao ship luôn cả nhà ơi. Cây đẹp đấy đẹp cả nhà ơi. Rồi. Cái này là mã số 10 nha, rồi cho em qua xin mã số 11. Cây này nó quái nè với cô chú anh chị. Được nghe cái thằng quái đây nhìn nó cũng rất là hay nha. Đây. Đây là quần mã số 11. Cái này mà cô chú anh chị mình chốt về mình nuôi cho cây lớn hơn nữa là từ từ cái cò đó nó sẽ khích lại luôn nha quý cô chú anh chị. Đế quái thân hình lắc lượng nha cả nhà. Đây. Rồi cái lộc vân này em có hoành cổ là 19. Hoành cổ 19, cao là 60. Tán ngang là 50. Và cái này có giá là 400, bao ship cả nhà luôn, là 400k. Cái này là mã số 11 nha cả nhà, mã số 11. Rồi cho em xin qua mã số 12. Mã số 12. Ồ đế quá đẹp cả nhà ơi. Nguyên một cục đế đặc quẹo luôn quý cô chú. Nguyên một quạt đế này quá chừng đẹp luôn, chảy đều cây luôn cả nhà. Đây đều cây luôn. Đế này là ok đó, đẹp đó. Bao đẹp. Rồi cây này có hoành cổ là 19. Hoành cổ là 19 nha cả nhà. Rồi mình đo trên này, chứ phần dưới mình không tính. Rồi cao là 36. Cao 36. Tán ngang cũng 19 luôn. Rồi cây này là có giá là 350k. Mã số là 12 nha cả nhà. Mã số 12. Rồi cho em Quân xin mã số 13. Một cây dừa. Dừa còn được gọi là si búp học với cô chú. Đây, cái đọt non nó màu hồng đây. Ở trong miền Nam kêu nó của con là kêu nó là si búp hồng. Đây là một cặp dừa nha cả nhà. Cặp dừa có mã số 13, cặp dừa này đế quái kìa, buông gãy rất là đẹp cả nhà ơi. Đây, buông gãy rất là đẹp. Cặp dừa này thì em xin tổng thể dòng cổ đây là 15 C. Chiều cao là 61. Và tán ngang là 22. Thì cặp dừa này em giao lưu với cả nhà là 200k. Mã số 13. Rồi cho em xin mua nhỏ số 14 luôn. Cũng là si búp hồng luôn với cô chú. Đây, cái búp nó màu hồng đậm luôn nè quý cô chú. Rất là đẹp nha. Dạ, mã số 14. Đây, cây này cũng già cây lắm rồi cả nhà. Bạch gừng. Cây này thì em đo tổng thể là hoành cổ là năm na luôn các bạch nha cả nhà. Hoành cổ là 47. Chiều cao là 26. Rồi tán ngang là 33. Cây này em vô Zalo Zalo cả nhà là 250k. Rồi bao ship luôn cả nhà ơi. Cây này có mã số, mã số là 14. Mã số 14. Rồi cho em xin qua mã số 15. Dạ, 250 thôi với cô chú. Mã số 15. Cũng là lọc vườn luôn với cô chú. Cây này nó đang bung cái lọc non màu đỏ rất là đẹp nè quý cô chú. Mình chốt cây này về mình đem lọc về nhà luôn quý cô chú. Trời, cái lọc vườn này đế quái lắm nha cả nhà. Đế là ok, đế quái. Đây. Cái lọc vườn của em là có hoành cổ là 19 nha cả nhà. Đây, hoành cổ này là 19. Cao của em là 50. Tán ngang dài nó là 45. Cây này đế cũng rất là quái đẹp lắm cả nhà ơi. Này đế rất là đẹp. Một bạch đế luôn rất là đẹp. Cây này giao lưu với cả nhà là 300k. 300k. Cây này có mã số là 15 nha cả nhà. Mã số là 15. 15 rồi. Rồi cho em xin qua mã số 16 luôn. Một cây vú sữa. Vú sữa. Vú sữa trái tím. Trái tím nha cả nhà. Cây này cô chú anh chị mình chốt và mình chăm thời gian nữa là nó sẽ ra trái luôn nha quý cô chú anh chị. Có, mình vừa chơi cây kiển bonsai mà mình vừa chơi có trái ăn luôn quý cô chú. Cây này là em sửa thành hình luôn nha cả nhà.
vô dây rồi sẵn hết luôn cả nhà, chỉ đem về là xài thôi. Cây này rất là ok, thành phẩm. Cây này cũng già cây dữ lắm rồi cả nhà ơi. Cây này là khoảng chừng 5-2 năm nữa là có trái đó, già cây dữ lắm luôn. Chứ sữa tím. Rồi cây này em có hành cổ là 19. Hành cổ 19. Rồi cao là 116 nha cả nhà. Tán ngang là tính theo chiều dài đi, tán ngang dài nó là 160. Vậy cái này giao lưu với cả nhà là 1.800.000. Đảm bảo ship luôn cả nhà ơi. Cái này là mã số 16 nha cả nhà. Mã số 10. Cái này là 15. Cái này 16 nè. Cái này là vú sữa tím. Rồi, cho em xin qua mã số 17 luôn. Cây này nó có cái co tự nhiên đó, cái me này quá đẹp, già cái lắm luôn cả nhà, già nó lên riêu hết trơn. Me này mình có trái nha cả nhà, me này là có trái hình đợt đó, đế rất là đẹp về cả nhà ơi, đế rất là ok. Mà cây me này mình đã vô dây sẵn hết trơn luôn rồi, thành phẩm nha cả nhà, rất là đẹp luôn. Đặc biệt là me này đã có từng có trái rồi. Rồi cái me này nè, hành cổ của em là 14, cao là 94, dạ đây cao là 94, rồi tán ngang là 74, tán ngang 74. Cây này xin giao lưu cả nhà là 1.700.000, bao ship luôn. Rồi cái này có mã số là 17 nha cả nhà. Mã số 17, giá rồi là 1.700.000. 1.700.000, cho em xin qua mã số 18 luôn. 18, mã số 18. Cây chùm mồi với cô chú. Cây này thì nó những cái cuốn trái của nó đã hết rồi nè quý cô chú. Nó đây quay nó ra đọt non thì nó sẽ ra bông ra trái mới nha quý cô chú chị. Cây chùm mồi mã số 18. Cây này là cũng già cây lắm nha cả nhà. Già cây lắm luôn á. Đây cây này em có hoành cổ là 26. Hoành cổ em đo với cặp này là 26. Cao là 62. Cao là 62. Tán ngang chỉ có 10 thôi. Cái này giao lưu cả nhà là 400k. Dạ 400k. 400k là luôn chậu luôn cả nhà. Cái này có mã số là 18. 18. Rồi cho mã số 19. Mã số 19. Mã số 19. Một anh lực sĩ. Một anh lực sĩ mai luôn. Mai tứ quý với mai vàng cả nhà. Hai cây luôn, một mai tứ quý, cái mai vàng. Đây lực sĩ ra mai. Quá đẹp luôn cả nhà, đây là tiểu cảnh. Tiểu cảnh. Mai này là có bông luôn cả nhà. Bông hết đợt rồi đó, bông rất là đẹp luôn. Này mình chốt về là Tết nay mình có bông mình chơi luôn với cô chú ơi. Rồi cây mai này có hoành cổ là 5C và chiều cao là 70. Đây thì mình hình dung cũng như tầm ngón tay gì thôi với cô chú chị. Chị kê cái cây bút lông vô giùm em cái nha. Đây đây. Đây, nó bằng cái đầu bút lông mình thôi nha với cô chú anh chị. Nhưng mà đặc biệt là bên nhà vườn phối cái cây nhìn nó rất là có hộp nữa với cô chú. Mình đã phối cho tiểu cảnh này cả nhà. Phối nhìn nó cũng rất là khéo cây. Thì cây này có giá là 1.200.000. 1.200.000. Bởi vì em mua anh lực sĩ này với cái chậu này hơi mắc cả nhà. Thành ra có giá nó hơi lấy. Dạ. Tiểu cảnh này rất là đẹp cả nhà ơi. Giá là 1.200.000. Rồi cho em xin qua luôn. Tiếp theo đây là một cây dâu tầm. Mã số 19. Này, mã số 20. Dâu tầm số 20. Rồi. Mã số 20, một cây dâu tầm. Dâu tầm là già cây lắm nha. Rất là già cây luôn. Đế nó cũng rất là đều nè với cô chú chị. Đế nở đều đạt đẹp luôn. Cốt cành thì nó cũng rất là chỉnh chu rồi. Cái này cô chú anh chị mình chốt và mình sắp thêm cái dàn xương đó là ok nha. Rồi cái này em có hoành cổ là 40. Cao là 53. Chiều cao là 53. Tán ngang là 56. Rồi cái này em giao lưu với cả nhà là 1.200.000. 1.200.000. Rồi.
Mã số là 20 nha cả nhà. Dạ, rồi cho em qua xin mã số 21. 20 1,2 triệu. Mã số 21 là một cây trang vàng đây quý cô chú. Những cái mâm nó đã dày đặc hết rồi đây. Đứng đứng hết nha. Cây mai cây bông trang này rất là già cây luôn rồi cả nhà ơi. Già lắm. Lên già me hết rồi nè quý cô chú chị. Hoành cổ nó là 15 nha cả nhà. Hoành cổ 15. Cao của nó là 134, chiều cao là 134 nha cả nhà. Dạ, tán ngang là 78. Cái này giao lưu với cả nhà là 1,2 triệu, em bao ship. Đây, thành phẩm rồi, cái tàn hình rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Đây, cái chi tàn rất là đều đẹp luôn. Mã số mấy nè, 21 mà ghi không được. Bye bye. Rồi qua mã số 22 đi. 22 cũng là lộc vườn luôn quý cô chú. Cây này nó đang bung cái lộc màu đỏ rất là nhiều, rất là đẹp đây. Rồi mã số 22. Cây lộc vườn này quá đẹp luôn cả nhà ơi. Đây bãi lộc vườn này rất là đẹp. Này em đo tổng hoành nguyên thân nha cả nhà là 88 tổng hoành. Rồi rồi em đo một thân rề bự này nè là nó là 47 hoành. Dạ rồi. Rồi còn cao là 97, tán ngang là 64. Thì cái này giao lưu cả nhà là 2,5 triệu, em bao ship luôn. Cây này rất là nặng, phí ship rất là cao với cô chú. Cây này phí ship người ta cầm 700-800 ngàn à. Rồi cây này có mã số là 22. Cho em qua mã số 23. Là một cây sung quái với cô chú ơi. Mã số 23 là một cây sung. Cây sung đế quái nha cả nhà. Đây. Già cây lắm luôn cả nhà ơi. Nó có hai cái chân trước nhìn mình hình dung hao hao như một con quái thú luôn quý cô chú anh chị. Dạ cái này có hoành là 50, hoành cổ là 50. Cao là 64, hoành cổ 50, cao là 64. Cây này mình giao lưu với cả nhà là 500k. Thấy không? 700k. Cây 23 giá là 700 nha quý cô chú anh chị. 23 giá là 700 cây sung 500, tại vì chị đọc lộn với cô chú. Đọc lộn thông cảm giùm cả nhà. Cũng những clip mới lên cho nên còn 25 cộng đó với cô chú anh chị mình thông cảm giùm bên nhà vườn nha. Rồi cho em qua mã số 24 luôn. Một cây dừa. Một cây dừa. Mã số 24 là một cây dừa. Đây. Cái dừa này có hoành cổ là 38, chiều cao là 150, tán ngang là 70 nha cả nhà. Tán ngang là 70. Cái này em xin giao lưu cả nhà là 1,5 triệu. Em bao ship luôn. Bao ship luôn. Rồi. 1,5 triệu. Thì cái này cái mã số là 24 nha cả nhà. 24. Rồi em xin qua mã số 25 luôn. Là một cây lài bông kép nha quý cô chú anh chị. Đây, lài cách kép đây. Cái lài cánh đơn thì nó chỉ có 4-5 cánh thôi, còn cái này là nó nhiều cánh quý cô chú. Cái bông nó nở ra như một bông hoa hồng của mình nha. Với cây này nó cũng đang rất là sai bông đây quý cô chú anh chị. Đặc biệt là cái củ đế đây, chị quay một vòng giùm em nha, cho cô chú chị mình xem rõ kìa cái củ đế đây. Củ đế rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Đế nở đều, chảy đều rất là đẹp luôn. Đế rất là đẹp với cô chú. Rồi. Cái này có hoành cổ là 26. Mình ở trên này nha cả nhà. 26 chứ ở dưới dạ. Nó còn bự nữa. 26, chiều cao là 170. Chiều cao là 170, tán ngang là 160. Thì cây này em có giao lưu cả nhà là 2,500 ngàn. Là em bao ship luôn. 2,5 triệu. Là em bao ship cho cả nhà luôn nha. Rồi cây này là có mã số là 25. Rồi em xin qua mã số 26. Mã số 26
cũng là một cây lài khách khép luôn quý cô chú anh chị. Đây, những cái búp non là nó đang đang chỗ bông ra nó nè quý cô chú anh chị, nó ra đều cỡ hết nha. Đây thì cái bông nó sắp nở đây, đặc biệt là hoa lài cái bông nó cũng rất là thơm. Trời, đế rất là đẹp luôn cả nhà ơi, tàn đẹp, đế đẹp luôn, đế rất là ok. Đây, cây già cây lắm luôn cả nhà, rất là già cây luôn. Đế là ok đó, đế đẹp. Đây, quá đẹp luôn cả nhà. Rồi, rồi cái này mình có hoành cổ là 23, mình đo cái này là 23 cả nhà. Rồi, chiều cao là 160, tán ngang là 150. Cái này xin giao lưu cả nhà là 2,2 triệu. Giá là 2,2 triệu. 2,2 triệu. Rồi bao xếp luôn nha cả nhà. Đây. Cây mã số 26. Nhà số 26. Rồi mình qua cây 27 luôn chị ơi. Đây, cây mã số 27 này là tổng cộng là được bên nhà vườn được 3 cây lài bông kép với cô chú anh chị. Cái này cô chú anh chị mình muốn chơi bộ ba đó, có thể mình chốt được 3 cây bên nhà vườn luôn quý cô chú. Mình chơi một lần 3 cây luôn, nó cũng rất là hay ha. Tam tài phúc lộc thọ với cô chú. Rồi cây này đế cũng rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Đây, đế quá đẹp luôn, một bệt đế đây. Đế nó nằm một bệt đế y gan như con vịt sim luôn quý cô đó. Chú ơi. Nó chảy là lượng lượng rất là đẹp. Giờ cái này em có hoành cổ là 21. Hoành cổ 21. Chiều cao của nó là 140. Và em tán ngang của nó là 57. Cái này xin giao lưu cả nhà là 1,5 triệu. Giao lưu cả nhà là 1,5 triệu cả nhà. Cây mã số 27. Rồi cho em xin. Rồi. Rồi mình vô cây tiếp theo luôn chị ơi. Rồi cây nãy là tới mã số cây 28 chị. 28, nha. Này 28. Ừ. 28, một cây hồng sim. Cây hồng sim, mã số 28. Đây cây nó đang có bông luôn nè quý cô chú anh chị. Cây này bứng về thì nó cũng đã đâm chồi sống khỏe rồi đây. Cây này đang đâm chồi sống khỏe rồi cả nhà. Rồi. Mình nó có bệt nhà, mình đo bệt cổ này là 44 rồi cả nhà. Đây. 44, rất là to với cô chú anh chị. Chiều cao là 97. 97. Rồi. Tán ngang nó là 82. Tán ngang là 82 cả nhà. Này cô chú anh chị mình vừa chơi cây kiển mà vừa có trái ăn luôn quý cô. Cây này là bao sống nha cả nhà. Mà khi mà em mà bán cho cả nhà là em xin là sửa cái mình bệ lại, tại vì nó nặng lắm, thì phía xếp rất là nặng nha cả nhà. Mình xử lý đất bớt, mình xử lý đất trồng vậy ha. Ừ. Để thứ nhất là nó nhẹ cái cây lại chút xíu, còn thứ hai nó là cái cây mình khi mình nhận đó là nó cũng ra rễ mạnh, đó là mình trồng liền được, tại vì cái bầu đất này là cái bầu đất ghim nha, thì rễ nó cũng không có ra được bao nhiêu. Mình đấm cái chất trồng vô thì cái rễ nó ra sẽ mạnh hơn giống với cô chú anh chị. Đây. Rồi. Cây nó ra cô đang cho bông nó đây với cô chú anh chị. Cái này xin giao lưu với cô anh chị là 1,7 triệu, giá 1,7 triệu. Dạ, 1,700,000 cho một cây đang có bông luôn, có trái luôn. Còn được gọi là cây sabo với cô chú anh chị ơi. Rồi mình đổi cây luôn chị ha. Rồi. Rồi mình vô mã số cuối clip luôn chị ơi. Rồi, cây này là có mã số là 29 nha cả nhà. Mã số 29. Cũng là một cây hồng sim với cô chú cây chị. Cây hồng sim. Ừ. Cây này thì rất là già cây cả nhà, có trái luôn cả nhà. Đây cây này nó đã từng mang trái rồi với cô chú chị. Cái mấy đợt rồi đó. Cây già cây lắm. Thì cây này có hoành là hoành cổ là 33. 33. Chiều cao là 61. Cây này thì về giao lưu cả nhà là 1,2 triệu. Giá 1,2 triệu. Cây này cô chú anh chị mình khai thác xuống nó còn nở nữa nha với cô chú anh chị. Cái này là bông trái là ok đấy cả nhà ơi. Rồi cây này cũng là cây cuối cùng của clip mình ngày hôm nay chị ha. Rồi. Rồi xin cả nhà ủng hộ kênh Lục Tỉnh Miền Tây và ủng hộ kênh của em. Dạ rồi. Xin cảm ơn cả nhà. Rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị mình rồi cũng như là ủng hộ cây kiển của nhà vườn, ủng hộ đăng ký kênh để kênh ngày càng phát triển nha. Còn xin mến chào và hẹn gặp lại với cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo.